chính thức giảm 50% thuế trước bạ, khách Việt tiết kiệm cả 100 triệu đồng tiền mua ô tô. Mức giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng với những mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam. Sau những đề xuất hỗ trợ lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước từ Bộ Công Thương và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), chính phủ đã chính thức thông qua. Theo đó, ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ cho đến hết năm 2020. Động thái này cho thấy chính phủ đang giúp đỡ cả doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Với chính sách hỗ trợ này, người tiêu dùng có thể tiết kiệm tới hàng trăm triệu đồng chi phí mua xe so với trước đây. Theo ước tính, mức hỗ trợ có giá trị từ 15 triệu đến gần 300 triệu đồng, tùy dòng xe. Chiếc xe lắp ráp trong nước có giá đắt đỏ nhất là Mercedes-Benz Z450L Luxury giá gần 5 tỷ đồng. Lệ phí trước bạ tại Hà Nội là 12% tương đương gần 600 triệu đồng. Mức hỗ trợ trước bạ khiến chi phí mua xe giảm tới khoảng 300 triệu đồng. Xe càng đắt tiền, giá trị mức hỗ trợ trước bạ càng nhiều và ngược lại. Lấy ví dụ, Mercedes-Benz GLC 300 lắp ráp trong nước có giá gần 2,4 tỷ đồng. Lệ phí trước bạ tại Hà Nội tương ứng khoảng gần 290 triệu đồng. Với hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, người mua xe tiết kiệm được khoảng 145 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Mazda CX-5 có giá gần 1,15 tỷ đồng. Lệ phí trước bạ tại khu vực Hà Nội là khoảng 140 triệu, tức là mức hỗ trợ trước bạ tương đương khoảng 70 triệu đồng. Ở phân khúc nhỏ, Kia Soul bản tiêu chuẩn chỉ được hỗ trợ khoảng 24 triệu đồng. Với chính sách hỗ trợ trước bạ mới này, các doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước cũng được hưởng lợi. Các mẫu xe được nội địa hóa sẽ trở nên hấp dẫn hơn so với xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đồng thời, chính sách này còn có thể dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn về giá giữa xe lắp ráp và xe nhập khẩu trên thị trường. Giá xe nhập khẩu có khả năng giảm sâu hơn để hấp dẫn khách hàng hơn. Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô sẽ phải cân nhắc điều chỉnh lại giá bán. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.